Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 12, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA thông tin về việc Bình Nhưỡng lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc phá hoại quá trình phát triển vũ khí của nước này, đồng thời khẳng định các biện pháp trừng phạt sẽ không ngăn cản được chương trình tên lửa của Triều Tiên. Bà Kim Yo Jong, người em gái quyền lực của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, cho biết sáng kiến phát triển vệ tinh trinh sát của Triều Tiên là ưu tiên cấp bách liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia. Bà Kim khẳng định các lệnh trừng phạt sẽ không ngăn chặn được điều này. Bà Kim cho biết Seoul sẽ cố gắng áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Bình Nhưỡng. KCNA dẫn lời bà Kim, khi quyền sống còn và phát triển của chúng ta đang bị đe dọa, tại sao chúng ta lại phải sợ các biện pháp trừng phạt và tại sao chúng ta lại phải dừng lại? Trước đó, ngày 19 tháng 12, Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên xác nhận các vụ phóng tên lửa trong ngày 18 tháng 12 nằm trong dự án vệ tinh trinh sát quân sự. Cơ quan này cho biết Bình Nhưỡng đã tiến hành thử nghiệm tại trạm phóng vệ tinh Sohae nhằm đánh giá khả năng chụp ảnh vệ tinh, truyền dữ liệu và hệ thống kiểm soát trên mặt đất. Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng cũng đã công bố hai bức ảnh vệ tinh chụp thành phố Seoul và Incheon của Hàn Quốc.